Hello và xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Và trước mặt của chúng ta đây vẫn là tựa game mà mình vẫn quay cho anh em xem đây. Nhưng trong tựa game hôm nay chúng ta sẽ được chào đón bởi một con boss cũng rất là mới ở trong game nhé anh em. Thì trước khi vào chủ đề chính thì mình cũng sẽ thông báo cho anh em về hai vấn đề mà mình đang gặp phải nhé. Thì cái vấn đề đầu tiên của mình ý, nó chính là công việc cá nhân của mình hiện tại rất là nhiều. Từ ở chỗ làm cho đến ở trên trường ấy anh em ạ. Và vấn đề nữa là sắp tới là mình cũng sẽ phải đi quân sự trên trường. Đi tầm một tháng, tầm cuối tháng 7 mình về. Và trong thời gian đấy phải gọi là mình cũng bận khá là nhiều luôn. Cộng với việc là không được sử dụng điện thoại nữa, cho nên là cái việc mà ra video cho anh em ấy thì cũng rất là khó khăn. Cho nên video hôm nay ý, thì thứ nhất là mình cũng vào vấn đề là mình đánh boss. Với cả thứ hai là mình cũng sẽ chia sẻ vấn đề cá nhân của mình cho anh em biết. Thì những anh em nào mà theo dõi mình lâu ấy mà không thấy mình ra video thì cũng có thể mà thông cảm cho mình nhé. Đó, mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính ngày hôm nay nào. Thì cái con boss này sẽ có hai chế độ. Một chế độ là dễ, nó là chìa khóa màu cam. Và một chế độ là khó, là chìa khóa màu vàng. Ok, và để tìm hiểu xem con boss này nó có những cái gì thì mình sẽ chơi chế độ dễ trước cho anh em xem nhé. Thì ở cái chế độ dễ này, con boss sẽ không ra nhiều chiêu, cũng như là không ra nhiều combo để anh em có thể đánh một cách dễ dàng hơn. Và màn này cũng giống như kiểu là màn cho anh em để đánh tập yểm trước khi mà anh em vào màn khó chính thức nhé. Đó, anh em có thể thấy thì ở màn dễ thì con boss nó đã ra rất là nhiều chiêu này rồi. Thì mình cũng không biết là nếu sang màn khó thì con boss sẽ chơi theo một cái lối chơi ma quái nào đây. Thì cái bộ linh gác này của mình ý, có một cái chiêu rất là thâm. Đó chính là khi mà bị đòn chí mạng đối phương thì sẽ có một cái chùm mây đen bao quanh mình với cả đối phương, cái chỗ mà mình đang đứng ấy. Đó. Và nó sẽ rút cạn máu của đối phương cho đến khi mà hết máu thì thôi. Nhưng mà riêng với cái con Liberator này ấy, thì nó sẽ có một cái chiêu nữa là hết máu thì nó sẽ tự hồi phục lại. Thì như theo mình quan sát thì nó sẽ hồi phục lại tầm 1 đến 3 lần. Thế như là tùy anh em ạ. Nó cũng sẽ hồi phục kể cả khi nó đang bị mất máu và nó đang đứng ở trong cái chùm mây đen. Nó sẽ dịch chuyển chỗ khác và nó sẽ tự phục hồi lại máu của mình. Đó, như anh em có thể thấy rất là rõ ràng luôn là nó vừa hồi máu, xong nó vừa dịch chuyển một đoạn. Ok, và đây cũng sẽ là cái màn cuối cùng ở trong cái chế độ đánh boss dễ này nhé. Và bây giờ mình cũng đang cố gắng hạ gục cái con Liberator này nhanh để mình có thể sang chế độ khó và quay cho anh em xem được. Vâng, và đây sẽ là màn khó của con boss này. Và nếu mà anh em nào mà thích ăn hành gập mồm, ăn phở đầy hành, ăn cháo hành phi đầy bát thì anh em có thể vào đây bón hành cùng Liberator của phàm nhân nha. Đó, và như anh em có thể thấy thì lúc mới vào nó đã tương cho mình tầm 2 chiêu rồi. Và chiêu thứ 3 nó chưa kịp ra thì đã bị mình đập cho đến ché phát, đéo tới phát thứ 2 luôn. Và như anh em có thể thấy thì nãy giờ mình toàn combo nó chứ nó cũng combo mình ấy nhiều đâu. Đấy, đến cái phát này thì là mình combo nó này. Phát sau thì nó mới gọi là combo mình gọi là nhiều vô kể luôn. Đó. Như anh em có thể thấy ở trong cái chế độ khó này ý, là phá đòn mình phải gọi là rất là ghê gớm luôn. Và nó đúng như mình nói là nó sẽ chơi theo một cái lối chơi ma quái nào đó, y như là bị ma quỷ nhập vào người rồi anh em ạ. Thì như anh em có thể thấy là cái chiêu súng này của nó ý, nó sẽ bắn cho hai phát và phát thứ ba nó sẽ làm cho anh em bị đóng băng trong vài giây nhé. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visual. Blood in my hands, got sparks in my gunner.
game, killing rappers on my hang, I'm running chains for the fame. You want what I'm working now, I'm running. You don't want a problem, ain't no much to fucking I'm in trouble, I'm trying to get it what it got. Better than and I ain't never lose, we saw a fucking warrior. Ok, vậy là mình đã thua rồi nhé. Nói chung ở cái chế độ khó này ý, nó sẽ chơi thêm những cái chiêu như là cái chiêu phun trào từ mặt đất này, chiêu bắn súng này, với cả là nó sẽ tăng thêm cái sát thương của nó nữa. Ok, chắc có lẽ mình cũng xin phép được tạm dừng video tại đây nhé. Và cảm ơn tất cả các anh em đã xem video của mình. Đó, nếu mà anh em nào mà thích ý, thì hãy nhấn like và subscribe để kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Và sắp tới mình đi quân sự thì anh em nào có rảnh thì cũng lên ghé thăm mình để cho mình vui nhé. Mình cảm ơn tất cả các anh em. Hẹn gặp lại các anh em vào những video sau.